Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị và xin chào cô Vân Lê. Vân Lê, kính chào tất cả quý khán thính giả của Đài truyền hình Việt Nam 1, cũng như hệ thống Cali Today. Kính chào anh Nguyễn Xuân Nam, chủ nhiệm, và anh à, uh, viên Lê Bình, nhà báo. Yeah. Yeah. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị, ký giả Lê Bình, người bạn của chúng tôi và là Chủ tịch Hiệp hội Truyền thông Việt ngữ người Mỹ gốc Việt tại miền Bắc California chào Lê Bình. Dạ yeah, xin chào kính chào anh Nguyễn Xuân Nam kính chào quý khán thính giả và cô dân lời. Dạ yeah, thưa quý vị đó hôm nay chúng tôi muốn đề cập một vấn đề nước giặt ông bà mình nói nước giặt với biết cỏ thúi bình thường mình không thấy Như hôm nay cái gọn cỏ nó bị thúi ngày hôm nay thưa quý vị. Và sáng hôm nay khi mà tôi đọc một bài viết trên tờ báo Spotlight của Mỹ nói về cái chuyện lằn nhằn tiền bạc giữa ông David Dương của cái, cái California Way Solution với ông, ông Sam Ricardo nhân vật là cựu thị trưởng thành phố San Jose một nhân vật hứa rất nhiều cộng đồng Việt Nam mà chẳng làm gì cả. Có thể nói rằng hứa rất nhiều, lấy phiếu cộng đồng Việt Nam rất nhiều, cộng đồng Việt Nam bị dụ dỗ rất nhiều và trong 8 năm làm thị trưởng gần như không làm gì cho cộng đồng Việt Nam cả. Và bây giờ ông chuẩn bị ứng cử cái chức về dân biểu liên bang và chúng ta lại thấy với đối lập với ông Even Lowe mà quý vị thấy ông Even Lowe thì gì? Là người Á đông của mình cái người Á đông thì dễ gần gũi người Á đông hơn gần gũi việt nam hơn và ông ta là người tị nạn cộng sản ông này cần gần gũi với cộng đồng việt nam tị nạn cộng sản tại miền bắc california và lần này hai ông vào chung kết thì chúng tôi trước hết trước khi vào đề tài chính chúng tôi, chúng tôi nói luôn quan điểm tôi rất là rõ ràng luôn là người việt bầu cho người là có thiện cảm người việt lo lắng cho người việt đâm bọc người Việt và bảo vệ cái ngọn cờ vàng của mình. Trong khi cảnh như vậy, tôi nghĩ toàn bộ lá phiếu của người Việt tại Bắc California nên dồn cho Evin Lâu. Và ông có hẹn với tôi một cuộc nói chuyện. Tôi quên cái giờ là vân 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 đây. tuần tới 14 tây tháng Chủ nhật. Chủ nhật tuần tới Thì quý vị sẽ nghe chúng tôi phỏng vấn ông ta và ông ta sẽ nói tâm tình của ông ta như thế nào và sắp tới đây nữa trong những cuộc ngày hè của lính những hội những hội họp của cộng đồng Việt Nam quý vị thường xuyên có mặt của bên Lâu và chúng tôi trân trọng góp nhặt các giá, lựa những tinh hoa có thiện cảm và giữ lời hứa không dối trá để gọi đến, để, để cho đồng bào giới thiệu đồng bào chúng ta đều yếm trợ và thưa quý vị câu chuyện hôm nay chúng tôi đề cập đến đó, là cái việc mà thành phố San, San Jose trong mấy ngày hôm nay thì chúng ta biết rằng chúng tôi đã làm bốn năm bài liên tiếp về cái vụ scandal của California Way Solution sau cái vụ đột nhập của FBI vào nhà bà thị trưởng Oakland và đột nhập vào văn phòng của công ty California Way Solution văn phòng của David Dương và Vava đột nhập vào nhà ông David Dương đột nhập vào nhà ông Andy Dương thì cái chuyện gây lớn quá báo chí Mỹ nói rất nhiều tờ Spotlight nói tờ báo các tờ báo lớn có thể đông đồng loạt báo Mỹ lên tiếng nó big scandal và báo chí Việt Nam trong nước cũng lên tiếng và báo chí Việt ngữ mình cũng lên tiếng và sáng nay trong lúc mà vừa thức dậy nhưng thói quen tôi mở cái iPhone ra để xem một số tin tức lúc còn đang giường ngủ tôi bắt gặp bản tin của rất là thú vị tôi email bản tin đó cho hai người bạn chúng tôi rất quan tâm vấn đề này là cô Văn Lê và ông Lê Bình một người làm chủ tịch câu lạc báo chí hội hội báo chí người Việt và một người là một người nghĩ một người ủy viên học khu và có thể là chuẩn ứng cử viên quận 7 trong cuộc bầu cử tới một báo rất dày dặn không biết có đúng không thì nhưng mà tôi đoán, đoán tôi coi sao đoán <laughs> thì vân lê mà cười thì có thể có, có thể cái sự, 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 sự và chúng ta thấy rằng cộng đồng chúng ta luôn luôn bị lừa dối tại sao không nên nó tiến lên một tập đoàn chúng ta thấy mát và xem đi là một cặp bài trùng cùng là cái phòng thương mại và lobby những tổ chức thương mại khác để đánh gục các đối, 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 đối thủ chính trị mà họ làm cái gì cho cộng đồng chúng ta bây giờ họ để lại di sản là gì là những cái thói xấu những tiếng xấu cho cái thành phố San Jose vậy ngày hôm nay chúng tôi mời ký giả Lê Bình chủ tịch hội nhà báo và cô Văn Lê lên để thưa chuyện về vấn đề này cùng tất cả các quý vị bây giờ để mở đầu một chút xíu xin mời hai anh chị ở đây để chào quý quý vị Yeah. lời chào rồi. Dạ, yeah, Vân Lê cũng gửi lời một lần nữa. Yeah. kính chào tất cả quý khán thính giả cũng như kính chào anh uh, Lê Bình và anh Nguyễn Sinh Nam. Lâu Mời rồi. nãy anh Lê Bình đã chào rồi, thôi khỏi chào lại nha. <cười> <cười> Bây giờ để mở đầu đó thì cái, cái bài này là một trong những bài còn một hai bài nó rất là thú vị thì chúng tôi sẽ gọi đến quý vị sau riêng bài này chúng tôi mời cô Vân Lê tóm tắt ngắn chút xíu về nội dung của bài này thưa cô. Dạ Vân Lê được biết là cái bài này nói về cái vấn đề mà bên gia đình họ Dương với lại cái trung tâm cuộc điều tra của FBI Auckland là ai thì trong cái bài này thì họ có nêu đích danh là cụ thị trưởng thành phố San Jose là Sam Licardo và trong cái um, um, buổi trong cái bài này ấy, thì cũng có nói rằng là bên West Solution đã trao 10.000 đô la vào năm 2022 cho Politico Act Committee do Sam Ricardo và cụ tránh văn phòng là Jim Reed của ông Thành lập để bầu ra các chính trị gia thân thiện với doanh nghiệp như thị trưởng Matt Mahan và Ricardo cũng là người từng giữ chức Bộ thị trưởng thành phố cho đến năm 2022 hiện đang tranh cử vào quy quận 16 của Quốc hội để thay thế dân biểu sắp nghỉ hưu là Anna Eshu. Ngoài ra, uh, California West Solution cũng đã quyên góp 3.000 đô la vào tháng 5, 2018 cho một quỹ ban mà Ricardo ủng hộ nhằm phản đối sáng kiến bỏ phiếu ủng hộ phát triển lan rộng Biện pháp uh, B. Quỹ ban đã bị chấm dứt kể từ đó trong cái đoạn này đó thì um, cái bài này có viết rằng là bên California West Solution gia đình của David Dương cũng đã ủng hộ cho dân biểu Evan Lowe nhưng dân biểu Evan Lowe đã, đã nhận được 6.000 đồng từ David Dương nhưng mà ông đã trả lời với lại San Jose Spotlight là và ông trả số tiền này lại cho một tổ chức phi lợi nhuận của nông dân. À, thì trong đây đó là cũng có nói thêm là à, à, ông Ricardo và California West Division có một mối liên hệ khác nữa là cái người tên là Jonathan Padilla là là mối liên quan hệ này nó được chú ý sau khi ông cựu thị trưởng Ricardo ông đã, đã rút lui khỏi một cuộc bỏ phiếu quan trọng vào năm 2019 có lợi cho California West Solution. Mà pa Padilla là người đã dành một năm làm việc trong chiến dịch tranh cử của thị trưởng Sam Samlicado vào năm 2014, từng là nhà vận động hành lang cho công ty vận tải chuyển tài chế vào năm 2018 và 2019. Và Padilla đã yêu cầu kiểm phiếu lại gây tranh cãi trong cuộc đua vào quốc hội đã mang lại cho Ricardo một lợi thế lớn. Đó là phá vỡ mối ràng buộc giữa hai bên các chính trị gia trong cuộc bỏ phiếu tháng 11 và bảo đảm Ricardo sẽ chỉ đối mặt với ông Evan Lowe trong cuộc bầu cử vòng 2. À, và trong đây có nói thêm là à, tòa thị chính San Jose đã vướng vào một cuộc tranh chấp gây tranh cãi vào năm đó với California West Solution sau khi các nhà quản lý thành phố, các nhà nghị viên cũng chỉ trích tỷ lệ ô nhiễm cao và hiệu suất kém, đồng thời đề nghị chấm dứt hội đồng với California West Solution. Nhưng mà California West Solution đổ lỗi cho thành phố về những khoản tiền phạt vô lý, không về việc tái chế và thùng rác nhỏ buộc người dân phải vứt rác vào luồng tái chế họ cũng cáo buộc thành phố phân biệt đối xử không công bằng với công ty thuộc sở hữu của thiểu số và để đương kiện trị giá 34 triệu USD. Thì trong cái trong cái bài này đó thì mục đích chính của họ là gì trong đây là họ đem ra cái um, cái sự kiện của California West Solution uh, kiện lại thành phố San Jose uh, và cái người mà làm việc cho ông thị trưởng cụ thị trưởng Sam Ricardo là ông uh, Joe Padilla đó thì ông này đã uh, vẫn là người vận động hành lang cho các công ty California West Solution và những cái công ty vận chuyển tại tái chế vào năm 2018 và 19 và ông này là cái người mà cũng đã bỏ tiền ra để mà yêu cầu kiểm phiếu lại gây tranh cãi rất nhiều trong cái thời gian mà sau cái tháng 3 đó anh Nam cái uhm. cuộc À, bầu cử sơ bộ. Như Vân Lê được biết đó là à, hai người được vào à, tất cả là ba người vào chung kết là ông cựu thị trưởng Sam Licardo, ông à, giám sát viên quận hạt Joe và ông dân biểu à, tiểu bang Evan Lowe. Hai ông dân biểu tiểu bang Evan Low và ông à, à, giám sát viên quận hạt Joe Smithson, hai người này đều có một số phiếu ngang nhau có nghĩa là đều có cái số phiếu giống nhau khi mà họ đếm phiếu thì cái ngày nào mà đếm là là cái người này hơn chút và cái người kia thua một chút nhưng mà sau cùng hai người có đồng phiếu với nhau nhưng mà khi mà cái luật ở trên tiểu bang đó, như vân lê không làm thì họ không có cho đếm phiếu lại nếu mà hai người đồng phiếu với nhau quận hạt hay là thành phố thì họ có cái 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 luật đó thì khi mà tới ra tranh cử cái chức vụ uh, liên bang đó Thì không có cái dự lực đó Thành ra Vân Lê được biết đó, là ông uh, Joe Padilla này Ông là cái người mà bỏ tiền ra để mà kêu uh, phải đếm phiếu lại Thì vì chỉ có một người sẽ vô chung kết mà thôi uh, Với lại uh, cựu thị trưởng San Ricardo mời anh Lê Bình và anh Nam. Uh, như, như vậy, thì... có yeah. hỏi một câu với cô một câu trước khi sang Lê Bình Vậy số tiền mà 10.000 là 3.000, Của bên công ty rác gửi trong bên phía ông ông ban trên thị trưởng đó, thì cô nghĩ nó có legal Tại vì cái số tiền 10.000 đô la này đó trong cái um, bài viết của Financial Spotlight đó thì họ nói rằng là họ cho vào trong cái quỹ Political Act Committee. Political Act Committee đó là một cái quỹ mà để mà uh, để mà ủng hộ cho những chính trị gia thì cái đó nó 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 có legal anh Nam. Ừ. Okay. cái đó Vân Lê biết legal. Tại vì cái đó là một cái quỹ ban riêng. Khi mà anh cho một cái tiền nó không có lệ thuộc vào 700 đồng hay là 1.000 đồng hay là 2.000 đồng là cái quy chế của tiểu bang hay là à, quận hạt hay là thành phố thì cái political academy này được quyền nhận cái số tiền đó. Còn ừ. cái số tiền đó khi mà họ nhận được thì họ muốn ủng hộ ai hay là họ làm cái gì cho cái người mà uh, candidate cái người ứng cử viên mà họ ủng hộ mà uh, thì cái đó là quyền của họ. Yeah. Rồi cảm ơn cô cô Văn cô, Lê. Cô, 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 anh Đinh Bình bỡi kinh nghiệm dày dạng của là một nhà báo anh biết về bầu cử nhiều thì khi anh đọc cái bài viết này cái 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 cảm nhận anh trước mắt là gì thưa à, thưa quý thính giả, khán giả và thưa quý à, anh chị thực sự ra trong trong cái vấn đề tranh cử này cái người lobbyist á, lobby cái nhiều lúc đồng hương mình không có hiểu cái người việt mình không hiểu sao từ cái đó nó dịch ra là những người vận động hành lang Đúng rồi. nhưng mà thật sự chữ lobby đây phải nói rõ cho người việt những người nào mà mới vô quốc tịch sẽ bầu cử đó phải nghe được cái chữ đó và hiểu được chữ đó trong thơ nó sẽ bị mập mờ lobby để nghĩa là cái người việt mình gọi là cái khách sảnh cái nơi khi mình bước vô nhà mình cái nơi mà mình trang trọng nhất ấy, là gọi là cái phòng khách thì trong một cái nơi công cộng ví dụ như khách sạn ấy, thì bước vô chỗ rộng lớn nhất cái chỗ đó người ta gọi là cái lobby ừ. thì cái lobby là cái nơi mà tiếp xúc tiếp khách này nọ nên người việt mình gọi là khách sạn thì cái người mà lobby ấy, nó lấy từ chỗ đó ra có nghĩa những anh này theo kiểu việt nam là mấy anh chạy cò đó Chạy cò tức là đi làm mối Mang làm mánh mung gặp Ở nơi phòng không, 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 cảm cảm ơn cảm ơn Để mình. mà Nói chuyện thì người ta gọi Việt Nam mà đơn giản là nói Mấy người chạy cò người chạy mánh thôi Tức là lấy làm cò mồi cho người ta Để dụ người ta dỗ người khác Thì cái lobbyist là người đi làm cái công chuyện đó đi mối mạng đó và những người đó họ có cái tổ chức của họ và họ có đóng thuế coi như họ lập ra cái tổ chức để đi vận động hành lang mình nói vậy vận động hành lang tức là tới đó nói nhỏ nói to thì có cái ông gọi là Jonathan Padilla là, là cái ông này á là ông ông cò mồi ông chạy cò này á hồi xưa là làm cho ông ông xem Likado đô trong cái ban dẫn động nha dạ. Yeah. ban dẫn động để ông xem Likado đô đắc cử đó trong cái ban dẫn động nhưng mà cái nghề anh chạy cò này anh lên khi anh xem mà lên làm thị trưởng rồi thì anh đâu có còn việc nữa anh lại đi chạy cò chỗ khác thì anh chạy anh làm cò mồi anh đi chạy cò anh làm cho ông David Dương và ông David Dương đã Nhìn thấy cái ông này là mở cái tay hồi xưa là có làm cho ông xem. Và ông xem là cái người ở trong hội đồng thành phố thị trưởng của San Jose. Và đấu thầu San Jose cũng giống như đấu thầu ở trên Auckland là càng nhiều người bỏ phiếu cho mình. Thì cái chuyện sinh sỏ đấu thầu của mình nó dễ dàng hơn. Thì ông... Uh, David Jones đã mướn cái ông mà Jonathan này là cái người đại diện cho mình để đi vô làm người chạy cò nói nhỏ nói to đưa tiền vận động thì trong cái chuyện này quý vị thấy là coi như vừa đánh trống vừa thổi kèn vừa làm tạm tài vừa đa, vừa đá banh vừa làm gì hết tất cả chỉ có mình một người thôi là cái anh Jonathan là cái người con thoi giữa hai anh David Dương và anh Sam Likado. Thì chơi như vậy là thấy rõ là họ vận động và họ đưa tiền và cô dân vừa rồi trình bày là đúng là các thác đó có nghĩa là political action committee đó là cái người cái tổ chức đó họ hoạt động chính trị họ có giấy phép và họ có thành lập và cái đó nó không có dính gì tới vấn đề mà nhận bao nhiêu tiền và làm gì họ là một cái committee là một cái hội đồng một cái nhóm người họ làm chính trị họ làm chính trị thì họ có thể nhận tiền để họ làm chuyện này chuyện nọ trong vấn đề đó chứ không phải đưa cho ai hết ví dụ như cái tác này giúp cho ông xem và nói đưa tiền cho ông xem treo bản hiệu ở trên xa lộ nó đưa nó đưa tiền cho những người vận động và khi làm như vậy họ quảng cáo trên các báo họ để cho đây là nhóm thân hữu của xứ cơ hay là của khác là không có dính gì tao ông xem hết giờ nó anh xem trong cái chuyện này là anh xem rõ ràng là có được lợi nhưng mà trên luật pháp thì anh xem đâu có nhận tiền nó anh xem không có chịu trách nhiệm gì hết thì đó tờ báo spotlight nó đã chiếu cái đèn chiếu vô cái góc này để thấy rằng anh chàng xem này có đậu thị trưởng có làm ăn trong đó và có mánh mung ở trong đó là qua cái tổ chức khác này và tổ chức bác này là ai là có của, của một người làm ở trong đó và người đó là người lại đại diện cho ông David Trương để vận động vấn đề thầu rác và nói chuyện với các cái nghị viên trong thành phố thì một mình ông xem ông không ký giấy được đâu nhưng mà ít nhất ông phải có 6 phiếu do đó nên chẳng những ông xem mà những người nào cùng với ông xem thì sẽ ok nên ông đại bế trương đã thắng được cái cú thầu đó đó chính là cái 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 lắc léo ở trong cái vấn đề vận động hành lang cái chỗ mấy thằng chạy cò đó và trong đó thì cũng có dính thợ mặt mà hình là hiện tại nữa vì ông này là phe cùng một chiều cùng một hướng và cùng một ở đường lối với ông xem gọi là một khe và trong cái vận động đó cho ông mát ma hình thì người ta cũng dùng cái kiểu đó tức là làm sao để chúng ta cùng một khe cùng được thành công và cái gì không có điều khiển lẫn nhau nhưng chúng ta có thể là du di với nhau bắt tay nhau và làm lợi điều đó người có hại là ai? Người có hại chính là người dân tại thành phố San Jose. Số tiền người ta đóng thuế cho thành phố San Jose là bao nhiêu chục tỷ, mấy trăm ngàn tỷ ở trong đó. Do 11 anh thầy, chị thầy nào ở ngồi trong cái ghế đó gật đầu với nhau để mà chi tiêu cái số tiền đó vì đó là luật định anh bầu người ta ra thì người ta dùng cái tiền đó để cho phúc lợi các anh nhưng thực sự thì 11 anh chị ngồi trong đó là không có thiệt thà và anh phe nhóm với nhau để anh có lợi cho những người nào mà vô đó thầu cho những công chuyện gì có trong thành phố do cái người mà đưa vô ngồi nghỉ viên trong đó cũng thành phe cánh phe đảng nên mới có tới Sam Lee rồi mới tới có mà hình thì tất cả những chuyện đó hiện giờ spotlight spotlight là cái đèn chiếu ở trên sân khấu đó ừ. quý vị mà đi coi cải lương đi coi hát bội đi coi thấy ở dưới này có cái đèn mà khi người, người nghệ sĩ nào ra ca là có một cái đèn nó chiếu thẳng vô chỗ đó để cho biết như đó thì cái đó gọi là cái spotlight spot là cái điểm mà ánh sáng nó chiếu vô thì cái ánh spotlight Ánh chiếu ngay thành phố xa nơi hiện nay lòi mặt ra là xem mặt Mark hình và có thể còn nhiều người nữa đã có dính liễu tới một người trùm là David Yu. Đó là cái câu chuyện ở trong này rõ ràng kể rõ để cho quý vị đọc bài báo có thể chưa có thể có và cùng hiểu rằng tất cả đó những cái trò chơi chính trị tại Hoa Kỳ và hiện nay thành phố San Jose cũng đang bị liên lụy Vậy thì còn những ai spotlight sẽ chiếu tới Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi Giống như quý vị đang theo dõi trận đấu bóng tròn Ở tại châu Âu Cái giải châu Âu giờ đang sắp sửa vào Bán kết rất sửa vào chung kết Quý vị sẽ từ từ Sẽ thấy được hết từ San Jose Từ Auckland, cho tới San Jose Từ Semcado cho tới là Mark Mahin Và còn Ai nữa trong những người ngồi trong hội đồng thành phố San Jose nhận tiền của David Dương, thưa anh Nam, thưa cô Vân Lê. Dạ, cho có cái gì nói, đó. Cho anh vâng. Dạ, uh, Vân Lê muốn nhấn mạnh cái Political Act Committee á là một cũng như một cái committee, một cái ủy ban. Cái người mà ứng cử viên họ không có dính líu, họ không biết là cái ủy ban này họ làm cái gì. Thí dụ như bây giờ cái cái quỹ ban này họ ủng hộ cho một ứng cử viên đó thì họ được quyền cái số tiền mà họ nhận được của bá tánh 10 ngàn, mấy chục ngàn, 50 ngàn, bao nhiêu đó họ có thể gửi những cái flyer những cái những cái những cái brochure để mà đánh cái đối thủ của cái, cái con gà của họ ok thì cái đó là vân lê biết có thành ra cái người mà ứng cử viên đó họ nói là họ không biết cái gì cái đó là đúng ví dụ ví dụ ví dụ làm ba cái flyer để mà target đến cái trăm vân cũng phải loại như vậy có hợp lệ không? Dạ, không cái cái mà flyer mà 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 ứng cử viên biên đoàn lúc đó mà đánh vân lê đó để triệt vân lê ra khỏi cái vòng chung à, bắn ra khỏi cái bán kết á để mà không được vô chung kết đó, là từ ở campaign của biên đoàn còn cái uh, sao cô khẳng định như vậy? tại vì trong cái flyer nó có khi mà cái flyer đó anh Nam bao giờ nó cũng phải đã pay by pay for by có nghĩa là anh phải liệt kê ra cái người nào bỏ tiền ra ví dụ như trong campaign của Vân Lê thì Vân Lê phải để pay for by Vân Lê campaign còn nếu mà là của biên đoàn thì phải để là pay for by biên đoàn campaign còn nếu mà ở trong cái quỹ ban mà Political Academy thì họ phải để pay for by khách. Như vậy ông biên đoàn có quyền làm như vậy không? Biên đoàn biên đoàn có tiền ở trong cái campaign của biên đoàn thì biên đoàn có quyền đánh nhưng mà đánh như vậy là đánh dơ đánh bẩn đánh hèn ok nhưng mà cái chuyện vân lê không có đi police mà vẫn đánh đó là cái chuyện mà cái cái người này đúng ra đó là họ để cho phát phát political đánh á thì người ta không có nói được nhưng mà thực ra là cái người mà đứng ở trong cái Politico Academy này cái ủy ban này đó là họ phải cùng chung một chí hướng như hồi nãy anh Lê Bình nói đó là họ đây là cái cái ủy ban cái bọn người ta bỏ tiền vô để mà giúp cho cái con gà của họ đắc cử thành ra họ làm đủ mọi chuyện mà cái người uh, cái người ứng cử viên đó thì họ nói là tôi đâu có biết thì nhưng mà khi mà biên đoàn đánh vân lê vương lê còn cái flyer ghi rõ ràng là pay for by biên đoàn campaign cái nguồn tiền của biên đoàn nhận là từ từ đâu cái đó thì Vân lê không biết nhưng mà Vân lê coi trong cái list thì rất là nhiều người cho 700 mà trong đó Vân lê có nói và anh là uh, vương lê thấy có um, um, một người là vice president là california uh, waste solution ở việt nam thì nó có liên hệ chung với lại waste solution ở đây thì Vân lê nghĩ là chắc cũng phải có nhưng mà đó là là cái list những người mà donor nó được bật hóa ra cho tất cả những ai muốn tìm hiểu người nào nhận được bao nhiêu tiền và số tiền đó từ đâu có, có một ứng cử viên lâu rồi địa phương chức nghị viên như ông biên đoàn có quyền nhận tiền tài trợ từ một công ty ở cái bộ nước xã hội chủ nghĩa anh em từ, ở, từ một nước xã hội chủ nghĩa anh em như Việt Nam có được quyền đó không? Theo Vân Lê tìm hiểu đó là cá nhân nếu mà từ một nước thí dụ Pháp Bỉ hay là cá nhân hay là bà con hay là gia đình từ một nước khác có thể ủng hộ có thể gửi tiền cho một ứng cử viên nhưng mà một cái công ty thì cái đó phải xét lại. Một mà cái cô công ty... làm sao cô biết chắc là bên bên California Waysolution Việt Nam để tài trợ cho biên đoàn? Tại vì trong đó nó list ra tên, tên, nó có tên của người đó nó list ra list ra Uh, uh, cái tên của người đó và và cái người đó là thí um, dụ họ ký cái check 700 thì họ phải để rằng là cái check này là của cái company này là cái địa chỉ họ không để cái địa chỉ nhưng mà họ để là Waste Solution Việt Nam thì là mình biết đó là là từ ở từ ở Việt Nam thôi như vậy có cái gì bất hợp lệ giữa cái việc mà bên phía ông Đa Bây Dương donation tiền cho phía ông ông Sam Ricardo Ông mẻ hơn không? Hiện giờ trong cái bài báo này nói về phát PAC. PAC thì là không có illegal anh Nam. Ừ. Ok. Nhưng mà ý là là cái PAC này á họ được quyền ủng hộ cho bất cứ ứng cử viên nào mà là cùng một một lý tưởng với họ, cùng một thí à, dụ như là doanh nghiệp hay là thân thiện gì với họ thì họ được quyền làm cái chuyện đó. Họ được quyền gửi ra những cái mailer đó. Cái đó là vâng lên là một người ứng thư viên vương Lê thấy có đó có anh Nam. Ừ. trong đó nãy anh Bình có nói có người vừa 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 đứng bên này xem Ricardo Max mà vừa đứng bên Dương làm hai sàn như vậy rồi cái đó nó có mâu thuẫn không anh Bình Bình à, thưa anh à, cái vấn đề mâu thuẫn là mình thấy mâu thuẫn là mình thấy thôi nhưng cái chuyện làm việc có người ta đã không nó không có mâu thuẫn ví dụ như ông đó là campaign manager của ông mà uh, Sam Licado. trước đây trong cái thời gian ổng làm trong cái vụ tranh cử cái ông hai mười mấy làm thị trưởng đó là ổng có thể thêm mướn ông xem có thể thêm mướn ông ông Jonathan nữa. <laughs> và khi ông xem ông đậu làm thị trưởng đời thì ông Jonathan coi như là uh, hết, ăn hết, công việc dạ coi như không còn cơm cháo gì nữa nếu có thì ông cho lâu lâu vô ông cho cái bánh mì ở trong thành phố chơi cho vui chứ đâu có được lãnh lương nữa vì đâu có tiền đâu mà trả thì anh Jonathan cái nghề anh là nghề chạy cò mà thì anh có thể đi đầu quân chỗ nào đó thì Anh ảnh làm việc thì đó ảnh qua anh đầu quân cho anh chàng uh, West web solution ảnh làm đại diện cho web solution để đi đi thương lượng vấn đề làm ăn và ảnh có gặp Licado là cái chuyện nó chuyện được họ gặp nhau họ thảo luận họ thương lượng họ gọi là lobbyist mà tức là mấy người chạy cò đó họ có giấy tờ thở vô họ chạy còn còn nhận như thế nào ra làm sao cái ông Jonathan nó đưa tiền hay không có bằng chứng gì không thì cái chuyện đó là phải chính quyền phải cơ quan điều tra phải có bằng chứng chứ còn ông có giấy phép ông vô ổng vận động thì cái chuyện đó chuyện được phép mà thì không có gì hết. Tuy nhiên cái spotlight nó chiếu ra là có chục ngàn có chục ngàn của phát để yểm trợ có tiền yểm trợ và cái phát đó là nó hoạt động trong vấn đề chính trị mà Politico ừ. political act yeah. họ là một cái tổ chức hoạt động chính trị họ có quyền họ vận động nha yeah, họ vận động mà khi họ được phép họ vận động thì họ cứ đưa đâu có phải đưa cho ông ông xem hay ông mát mà hình hay là đưa cho ông abc mà họ đưa với tính cách là họ là thân hữu là hoạt động có giấy phép và họ in giấy in tờ họ quảng cáo họ lên radio họ nói họ trả tiền cái chuyện đó không dính gì tới ông ông a ông b nào hết họ làm họ muốn vận động như vậy điều đó đều bình thường cũng giống như bây giờ đó tất cả những cái youtube hay là những cái đài phát, thanh truyền hình này, này mình nói ờ, binh ông này binh ông nọ thì họ có quyền nói họ có quyền binh họ có quyền làm cái chuyện của họ thì trên lý thuyết trên giấy tờ thì không có bị cái lỗi gì hết. nhưng chiếu cái đèn nó vô để chúng ta thấy rằng cái web solution này có những đường dây và những chính trị gia đã có quan hệ qua lợi với những người đó Chảy, chỉ đưa lên cái vấn đề vậy thôi họ quan hệ họ đi tới lui với nhau rồi để uh, chơi cho vui đâu có chuyện đó được mà các ông west solution cũng đâu có phải là cái người mà thừa tiền kiểu mà tiền đây là nhà kho để mà ra chơi cho vui không phải vậy ông phải có quyền lợi thì điều đó để cho người ta thấy rằng tất cả anh mà hiện giờ nằm trong San Jose trong hội đồng để mới chiếu tới hai cái đèn đó thôi đèn mới chiếu tới hai mặt đó thôi còn mấy nữa là ai nó chiếu thẳng tới năm Cali nó còn rọi ra rồi nó chiếu lên Auckland tức là spotlight nó chiếu tùm lum Ở chỗ nào ai muốn thấy thấy còn không thấy thì cũng đành chịu chúng ta phải nhớ rằng ba chín người có nha ba người báo chí nói thì bây giờ mới ra mấy người còn, còn sẽ còn ai nữa còn ai 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 nữa mà dân chúng ở đầu ngoài rất là nhiều vì chúng ta cũng biết người là ai không cần không 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 cần phải 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 phải, phải chờ đọc báo dạ. nhưng chúng ta sẽ chờ báo nói chúng ta tâm mới nói dạ anh Nam uh, với anh Bình trong cái cái um... Uh, cái bài này đó họ có nói thêm là cái part này đó là do Sam Ricardo và cụ tránh văn phòng của văn phòng của ông là ông Jim Reed thành lập để bầu ra các chính trị gia thân thiện với doanh nghiệp như thị trưởng Matt Mahan thì có nghĩa rằng là sao ông tránh văn phòng của ông cụ thị trưởng Sam Ricardo, Jim Reed bây giờ lại là tránh văn phòng của thị trưởng Matt Mahan, ok thành ra mình phải mình phải bỏ hết những cái 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 những cái những cái information này những cái chi tiết này vô là mình biết là họ đứng sau lưng ai là người của họ để mà họ ủng hộ để người đó vào trong cái chức vụ mà họ mong muốn và trong đây nó có nói thêm là uh, khi mà ông Padilla mà ông gặp ông Ricardo vào cái tháng 12 năm 2018 để thuyết phục á thì uh, hồ sơ thành phố cho thấy Padilla đã thay mặt California West Solution đã gặp gỡ các quan chức thành phố từ năm 2018 đến năm 2019. Một tháng sau cuộc họp đó, Licado là một trong chín thành viên hội đồng thành phố đã bỏ tiếp tục đàm phán hợp đồng với California West Solution vào tháng 1 năm 2019. Vương Lê cũng có nhớ là cái năm đó đó thì uh, ở bên trong cộng đồng của chúng ta cũng kéo vào trong uh, thành phố San Jose để mà uh, để mà, uh, cũng như là để mà vận động cho California West Solution không biết anh Lê bình có nhớ cái đó không à Thưa cô Dân Lê, tất cả mọi chuyện đó nó diễn ra đúng và nhiều người cũng đã vô trong đó bận cái áo của ông, ông West Solution. <laughs> vì lúc đó đó là thành phố nói rằng ông West Solution đã không có làm đúng hợp đúng, đồng đúng, và không vì làm môi trường ô nhiễm người ta không đồng ý. Đúng. Thành phố không đồng ý có nghĩa là 11 người trong đó, có 6, ít nhất là 6 người, 7 người, họ lên tiếng phải chấm dứt hợp đồng. Đúng. Thì, thì cái ông West Solution này mới vận động người ta vô đó để mà... mà áp lực nữa. Dạ, yeah, để cho được cái hợp đồng. hợp đồng. Lúc đó tôi cũng có mặt ở trong đó và ở Nam Cali người ta kéo lên rất là nhiều trong những người đó là có những người họ bận áo của West Solution để họ vô họ, họ nói lên tiếng nói yểm trợ cho West Solution và những người công nhân của West Solution đều lên yểm trợ và những người có mặt đó không phải tất cả đều vô vì West Solution mà họ vô đó để họ coi chuyện Được. gì xảy ra họ coi chuyện gì ra nhưng người của West Solution rất là đông người có đó thì gì đó là quyền lợi của họ mà người mễ cũng có người việt cũng có và những người nhân công điều. công nhân cầu quét số nó sinh điều do gì đó là cái nồi cơm họ phải bảo vệ và lúc đó cái người mà chống lại đó là ông hải quỳnh và ông đó là cái người nó tại sao lại đi yểm trợ cho một cái ông làm ăn như vậy chuyện ông làm dơ thì để ông bị phạt thì tôi thấy chỉ có một người đi ngược lại thôi Mm. và và hình như là uh, nghị viên diệp thế lân không có bỏ phiếu thuận uh, chỉ có một nghị viên duy nhất trong mười yeah, người đúng. 11 người là dị, nghị viên diệp thế lân và vân lê uh, vân lê cũng đã một số người cũng gọi cho vân lê kêu vân lê đi nhưng mà vân lê không đi tại vì vân lê biết rằng là cái này không phải là cái điều mà uh, đúng Thì ra vân lê không có đi để mà ủng hộ nếu như vậy có cái sự mà thông đồng với nhau giữa thành phố với quyền thành phố và công ty california way solution để mà rip off cái, cái, người 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 dân không? ý kiến tôi là như thế này spotlight không có nói gì tới cái chuyện lợi hại spotlight là một bài báo nói chuyện gì xảy ra thôi và họ chiếu đèn vô đó thôi. Và họ chiếu đèn vô đó thì Như vậy đúng 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 là spotlight phải không? Dạ, là còn mình nghĩ sao là tùy mình mà chúng ta <laughs> ngồi hôm nay nói ở đây cũng để cho người dân hiểu rằng kỳ tới này chúng ta bầu thì bầu cho ai? tức tháng 11 này nè Bầu cho ai? Vì lý do là những người đó họ không phải gì chúng ta mà vì cái quyền lợi có họ nhiều hơn từ hồi nào tới giờ những người Mỹ thì họ Quê hương họ ở đây chắc họ biết cái trò đó Còn người Việt chúng ta Mới tới đây có 49 năm thôi Và đại đa số những người mà Ở đây lâu bây giờ họ cũng né vấn đề chính trị Họ cũng giống như 50% của người Mỹ Không có thèm bầu, bầu nào cũng vậy à, Lúc nào mà đụng tới nồi cơm họ thì họ mới ra thôi Còn không đụng tới nồi cơm họ Họ vẫn đi làm Và nước Mỹ vẫn được điều hành à, bởi những người mà dân bầu vô và những người dân bầu vô đó thì coi thử có bao nhiêu người bầu chỉ nói khắp nước Mỹ chỉ có 50% người dân người cử tri người có quyền đi bầu đi bầu thôi còn 50% kia không có đi riêng tại San Jose mình á, là một thành phố nhỏ một triệu dân trong đó chúng ta có ba chục triệu à, 1 triệu dân thì trong đó chúng ta có 100.000 dân trong cái khu vực 7 thì trong 100.000 dân của khu vực 7 đó có 30.000 là người Việt trong đó trong cái thành phố San Jose này là 1 triệu dân thì chúng ta có 120.000 người Việt Nam trong thành phố San Jose đó có nghĩa là chúng ta có 1 phần 10 mà người dân Việt Nam ở đây không chịu đi bầu do đến nên là những người nghị viên, những người thị trưởng ở đây, những người supervisor của County Santa Clara ở đây là những người chúng ta ảnh hưởng được mà chúng ta không đi thì bây giờ chỉ kể ra để cho bà con thấy nếu không đi bầu và không biết mặt những cái tên mà nó xảo trá, xạo sự lừa gạt lường lường gạt chúng ta để lấy cái phiếu chúng ta thì chúng ta cứ ráng ở đó mà chịu không có cái gì spotlight nó chiếu vô Việt Nam mình không có spotlight mình không chiếu được ai hết chỉ ngồi để nói thôi mà người dân không nghe thì đáng chịu ví dụ như khu vực 7 nói thẳng ra khu vực 7 có quyền chọn người nào làm nghị viên cho mình tại vì ở chỗ đó nếu mà 37 bảy cái cử tri ở trong một trăm đó mà đi bầu hết coi thử ai làm gì muốn a là lên a mà muốn b là b cái quyền lực nó nằm cho đó mà không ai chịu đi hết cứ bị người ta dụ dỗ cho ăn bánh vẽ người ta cứ thổi ống đu đủ để rồi chúng ta hiện nay cái khu vực bảy thôi đường xá cũng còn dơ bẩn lỗ gà tầm lum mà nghị viên ngồi lên thì đi lên tận sân trên óc á, lên trên đó là ca tụng ca ngợi đi ăn đi chơi với lại một cái tổ chức làm ăn nó nốt, nó ở trên nó lớn không xây vậy trên này mà rồi cũng im re nói thẳng nói như ra như vậy là ông anh nói ông, ông nghị viên khu vực bảy á ông là nghị viên của của ốc linh hay nghị viên sao vậy bây giờ tôi thấy hình như là ông là nghị viên của uh, uh, khu vực bảy nhưng mà làm đại diện cho cái ông ốc linh ừ. vì ổng là cũng thuộc lại là lobbyist đó Ừ. là ổng làm cò cho cái ông kia ổng kêu ổng lên cái bữa trước tôi nghe ở ở trong một cái đoạn audio ổng đang ca ca tụng á kêu gọi kêu gọi À kêu gọi đó kêu, kêu gọi, gọi gia nhập ba ba ca nhập ba ba nha Tức ông ông biên đoàn hạ hồng ông hạ hồng thiệt lớn ông hét thiệt to ông kêu gọi gia nhập ba ba cũng được trả lương không Ông được ba ba cho cho chúng định tiền gì không à, cái đó thì mình đâu có biết nữa. Thì bữa nào spotlight nó chiếu tới đó mình thấy mình nói tiếp nhưng mà bây giờ tôi thấy rõ tôi nói thẳng luôn dân Jose khỏi khu vực 7 ngay đường center đường uh, madeline uh, đường uh, robert đường đi vô các khu vực uh, history uh, của 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 mình gọi là Việt uh, heritage đó giường dễ của mình đó ha à, sạch không trong đó đường phố ra làm sao đi khó đi rồi đường những con đường trong khu vực bãi có làm gì an ninh gì chưa ha thì mình thấy đó để mà dùng sử dụng lá phiếu cho đúng nói thẳng ra phải sử dụng lá phiếu cho đúng thành phố San Jose rồi tới Santa Clara County luôn và trong kỳ bầu tới bầu tới đây nè có cái district 6 của người dân biểu liên bang đó thì trong đó ông xem sẽ ra ứng cử tranh với lệ ông Evan Lowe thì người dân Việt Nam số phiếu của cái khu một, district 16 của quốc hội liên bang số phiếu người Việt cũng rất là cao cứ gạch tên không có bầu cho xem thì chắc chắn xem đi về nhà húp mắm không có mắm mà húp luôn như vậy đơn... anh bình uh, nên bầu cho even low. Even low. Yep. Cô 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 Vân sao? Vâng là cũng bầu cho Even Low, vâng ở trong khu vực 7 mà khu vực 7 đó là khu Lý Lô Sài Gòn cũng thuộc ở trong cái đơn vị 16 uh, của Congress là dân biểu liên bang territory đó anh Nam. Và tại sao anh Bình này lại, lại bầu cho Even Low tại sao cô Vân không lại bầu cho Even Low? Cái đó đơn giản lắm anh Nguyễn Xuân Nam. Tôi là con người sống vì tình cảm, con người cảm tính, phải suy nghĩ, tính toán thì nói bằng lý trí. Nhưng mà trong cái chuyện này tôi dùng con tim tôi, tôi nói chuyện. Vì các ông Lo hồi xưa là ông là thị trưởng của tôi. Hồi xưa tôi còn ở thành phố Campbell, Los Gatos. <laughs> Nhà tôi ở đó. Thì cái ông này mới có hai mấy tuổi rồi. Ông đã làm thị trưởng ở đó rồi. Mà ông này rất là dễ thương, hiền lành, mà gần gũi có thể nói là những những em nào mà học high school thời gian đó rất là gần có ông evenlo này những em năm ngàn uh, một một chín trăm uh, chín mấy đó ông làm thị trưởng ở đó đó một cái thành phố Campbell có 55 mươi ngàn dân thôi thành phố rất hiền hòa dễ thương người việt ở đó chắc cũng khoảng được vài ngàn người bây giờ thổi dời đi hết rồi ở trên đó thì các ông evenlo rất là thanh niên vui vẻ trẻ trung và hiền lành mà gần gũi Ông được làm thị trưởng hai nhiệm kỳ sau đó ông được bầu vô làm dân biểu của tiểu bang hiện nay nè một người như vậy là rất được nhiều phiếu mới được vô làm dân biểu chứ không đơn giản mà cạnh tranh được ông đó rất gần gũi dễ thương hiền lành và tôi thấy ông không có một cái lỗi nào đối với người dân Campbell người dân Campbell mà người Mỹ họ vẫn thích Evelyn Do đó nên ổng mới được bầu vô trong quốc hội tiểu bang Hiện giờ mà ổng tranh được với một ông sừng sỏ là xem Ligado Là không phải vừa Mà ông xem Ligado ổng vô cái kỳ này á Là cũng có cái bàn tay nhắm nhúa của cái tụi mà chạy cò Tụi gì không á, thì có ba người Nó dẫn động kích làm sao để mà nó hất anh kia Để cho một mình ông xem đấu với ông Evinlo thôi chứ còn không là kèn cửa đếm tới đếm lui làm rất là khó khăn thì anh xem này cũng là một đây làm ăn rất uh, biết uh, bài bản giang hồ cũng có mà lý lẽ cũng có tức là chơi đủ chiêu hết Thứ khi ra mà ứng cử tôi nói thiệt quý vị đồng hương ở đây mình biết ở dân sài gòn chắc biết cái chợ, cái chợ 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 cũ tức là đường hàm nghi đó cái chợ hàm nghi đó gọi là chợ cũ hồi xưa là chưa có chợ bến thành thì chỗ đó là chợ chợ Bến Thành đó, chỗ đó gọi là chợ cũ vì nó hồi xưa nó là sầm uất lắm ở đó nhiều thức ăn nhiều đồ à, về vật dụng mình có thể mua và ở đó có một số dân chơi chơi bài ba lá đó tức là nó cầm ba cái lá bài lên nó xẹt qua xẹt lại ha rồi nó để xuống chỉ chỗ nào trúng thì lấy tiền mình chỉ 100 lần là trật 101 lần có hãy nghĩa là không có lần nào trúng hết đó người ta nói giống như dân xào bài ba lá mà ba lá thì ừ. nó cầm ba cái lá bài lên là hai con tay một con số hoặc là hai con số một con tay nó xẹt qua xẹt lại rất là chậm rãi nha nó đến bàn nó xoa thôi rồi mình đặt tiền vô thì đặt tiền vô là thương thương thua, thua mà những cái tay đó không phải nó đi một mình để nó làm đâu mà nó phải có những thằng gọi là chạy cò chung quanh nó gọi là cò môi à, người ta đặt tiền vô là trúng rất là nhiều nhưng mà lúc đó người chơi chung quanh chưa có đặt tiền chỉ có hai ba đứa nó đặt với nhau thôi thì mình tới mình đi ngang mình thấy vậy ham quá thấy nó đặt cái đó trúng cái thứ hai trúng mình để cái ba mình đặt theo nó thì đặt vô là cái thua thằng đó cũng thua nhưng mà vì nó biết là có người ngoài đặt vô mới thua Chứ còn nếu mà mình nó đặt đã đặt 100 cây điều trúng 100 thì cái đó người ta gọi là mấy thằng chơi bài ba lá, mấy thằng chơi bài ba lá thì đó là trò chơi cái văn hồ. Mấy anh chính trị gia này cũng là những tay chơi bài ba lá. Nha. Yeah. Sẹt ừ. sẹt sẹt vậy nhưng mà rất là không có thành thật. Thưa anh Nam. Ừ. Còn đối với Vân Lê anh Nam thì Hello, mời, mời Vân Lê cũng là một người mà đã tham gia vào trong mầm chính trị và làm vụ trong cộng đồng này khá lâu. À, Vân Lê nhớ rằng là khi ông à, cựu thị trưởng Sam Licado, à, ông đến ve vãn cộng đồng của chúng ta và ông cũng đã hứa rất là nhiều, 10 điều Mười điều hứa. Mười điều hứa mà chính anh Nam cũng là người phỏng vấn ông đây và nói rằng là mười điều hứa này ông hứa khi nào mà ông đắc cử thì ông có làm không? Vương chưa thấy cái phần nào ông nó làm. Đối với Vương Lê thì Vân Lê biết. Cứ ông... cho nhiều rồi lại quên. <laughs> em Nhưng biết mà đối với... tin ai bây giờ? Nhưng mà đối với Vân Lê, anh Nam thì Vân Lê mới biết ông Evan Lo trong cái uh, những lần mà Vân đi họp uh, với cái nhóm mà Asian Pacific Islander là người Mỹ gốc Á Châu, uh, cái hiệp hội đó họ ủng hộ và họ rất là uh, cố gắng để vận động để cho những người Mỹ gốc Á Châu được vào trong những cái ghế và những cái chức vụ mà quan trọng để mà giúp đỡ lại cho uh, uh, người Mỹ gốc Á Châu và Vân Lê được biết là Vân Lê làm việc với ông uh, dân biểu tiểu bang Evan mới một thời gian ngắn thôi nhưng mà ông rất là có một cái tấm lòng là khi mà Vân Lê nói chuyện với ông từ cái lúc mà uh, khi mà mình có cái, cái ngày lễ chào cờ đầu năm đó anh Nam thì ông uh, ông Eva ông cũng đã đến uh, với cái ngày lễ đầu năm và ông cũng đưa ra một cái uh, một cái bằng trong đó có uh, có cái 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 có như cái nghị quyết mà có ông để luôn cái lá cờ Việt Nam Cộng hòa của chúng ta ở trong cái uh, cái cái cái, um, cái frame mà Vân Lê thấy rất ít có người nào họ đưa cái nghị quyết ra cái frame chứ họ không bao giờ để ý là để cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa mà khi mà mà họ uh, ông Evan Lo ông làm như vậy Vân Lê rất là rất thấy rằng là ông rất là có cái tấm lòng và ông là cái người mà đã đưa ra cái nghị quyết uh, ACR 195 đã pass đã qua thông qua bên uh, hạ viện và đã thông qua bên thượng viện. Và đó là một cái điều mà Vân Lê rất là hãnh diện đã có một người hiểu được cái mong muốn cũng như cái nguyện vọng của cộng đồng của chúng ta, cộng đồng tị nạn cộng sản mà ông gia đình ông là ông tới là cái thế hệ thứ tư là ông nội và ông ông cố của ông cũng là một người tị nạn cộng sản. Thành ra ông rất là hiểu và ông luôn luôn muốn tranh đấu về dân chủ, nhân quyền và tự do cũng như ông luôn luôn cũng tranh đấu cho người Mỹ gốc Á Châu, nhất là người Mỹ gốc Việt vào những cái chức vụ mà quan trọng để mà có tiếng nói. Tôi, tôi cảm nhận ông ông y thế này tại vì những nhân vật như xem gado tôi không lạ Mark tôi không lạ y tôi mới quen gần đây thật sự ra bữa hôm đó là tôi tôi và cô văn lê đi ra dự cái lễ mà cái gì đó vận động tranh cử của cô Petty dương uh -huh. ở ở coffee lover, coffee lover đúng. trời thì mưa cô vân thì thấy tôi đi xe đăng cô có đi sâu cô đẩy giùm cho tôi để vô dự thì một bóng từ xa đi lại tôi chưa biết không ta có người đàn ông từ xa đi lại nói cô vân lên để tôi đẩy tôi đẩy ông này cho thì anh đẩy vô trong rồi sau khi ông lên sân khấu đó, tôi được biết ông là ông 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 dân biểu tiểu bang california một người gốc hoa trẻ đẹp trai rất là lịch sự gần của cộng đồng việt nam tôi thấy cảm thấy có một chuyện bình thường ở giúp cô gái đẩy xe thì cũng có gì biết điều đó. tôi không đẩy tới nữa nhưng sau đó tôi biết ông là người ký cái hiệp nghị quyết cờ vàng chủ trương nghị quyết cờ vàng tại quốc hội California. 49 năm nay mình bao nhiêu đồng mình làm mà không được. Ông là làm cái rẹt từ sông ở Hà, Hà Viện. Và cái hay của Even này là không phải chỉ mình, mình cô, ông là cô ác chủ bài, chủ trương để mình đưa ra nghị quyết cơ cơ, 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 bản Nhưng mà mọi người đều câu sai hết. Năm mấy chữ ký luôn. Mọi người đều có credit, mọi người đều câu sai. Một nhân vật làm việc tốt, việc nghĩa mà không dành công về cái việc gần đây nữa thì nghe mình đã với dương mà bị bị bể bẻ đồ cái trao ông sáu mấy mấy sáu phải không đúng rồi 6 ngàn anh nam ông tròn cách di lại cho quỹ từ thiện này sáu thì tôi không không có nhận đồng tiền không được đẹp đẽ đó không? trả liên tục thức xem đi có đâu có, có trả chưa mát trả trả chưa không thấy nói anh nam không thấy nói do vậy cộng đồng mình đã bị phỉnh gạt rất nhiều năm rồi một sách cô xem xem đôi gì cầm mười cái điều răng 10 điều răng của, của, của chúa thì bắt trước lại là, là 10 điều hứa với cộng đồng việt nam hứa cho nhiều rồi lại quên hứa để đây phiếu nam cho em chỉ cái này là cái này là cái um, frame mà của dân biểu evan lo gửi ra uh, trong cái ngày mùng 1 tết đó, có cái lá cờ việt nam bỏ ở trong cái frame về cái uh, Certificate of Recognition uh, về cái nghị quyết cờ vàng uh, thành ra là vương lê thấy ông này ông rất là có cái để ý mà cái tâm trong đó anh thấy cái lá cờ vàng không? Dạ yeah, thấy không, tôi có thấy Không, cái không. đó không? không. Yeah. Bình biết anh em gửi, gửi qua cho anh, bình dạ. có biết anh ta. Không? À, cá nhân tôi thì tôi không tôi chỉ biết khi mà tôi ở thành phố Căm Bồ đi vận động cho anh chàng này trong các cái cuộc tranh cử tôi đều vận động một cách âm thầm nhưng tôi không có gần gũi để gọi là làm quen để lợi dụng gì hết tôi biết anh này là từ năm 90 mấy 1990 mấy khi mà anh ứng cử Campbell tôi nhìn thấy một người tự vị dân Campbell bộ đi tới đó hay nghe khi có cái cái cuộc hội thảo hay gì trong thành phố gì thành phố rất là nhỏ mà người việt ít có chú ý tới vấn đề sinh hoạt trong thành phố lắm có thể người việt không biết ông đó là thị trưởng luôn nhưng mà ông rất là dễ gần gũi bởi vì ông rất là thanh niên ông ra bước khi ông, ông, ông ta bước ra khỏi văn phòng đó, Là ông là một người như mọi người khác Không có gì xa cách hết Khi mà anh Nam nói Anh Nam nói, Lê Bình với cộng Văn biết Nam nói là nói sự thật Vân biết hơn ai hết Là tôi giúp xem Ricardo như thế nào Tôi tin như này như thế nào Tôi làm hết sức cho anh ta như thế nào Để đặt, đặt cơ thị trưởng Vân biết, Bình biết, mọi người biết

Yên lâu á thấy tôi đi trời mưa ngồi đi xe đăng cô văn đẩy không khà không kịch như vậy ông chưa biết tôi là ai ông không biết không biết có biết cô văn chưa nhưng ông xe là tao không xin phép được đẩy xe vô đẩy vô tới tận ghế ngồi rồi ông mới bắt đầu ông ngồi ngồi chỗ khác hai cái cách đối nhân xử thế như vậy là người việt trọng ân nghĩa trọng lời hứa quý vị chọn ai cho một cả một cộng đồng chúng ta tràn ngập bầu di viên lâu và nếu quý vị cho tôi biết bao nhiêu người đến dự mà trong cái ngày mà tôi phỏng vấn em lâu tại rồi sợ chúng tôi vào chủ nhật tuần này quý vị có thể gọi chúng tôi cho biết giờ tôi sẽ mời cà phê tất cả quý vị để tiếp xúc với chúng ta tôi cho tôi xin tôi xin nói cái điểm này nữa cái điều anh nam vừa phát biểu vừa trình bày đó tôi thấy rất là đúng cử tri khu vực bảy những người nào có lá phiếu của khu vực 16 của quốc hội liên bang á nên tới một lần để biết Ivan là ai thì khi quý vị tới biết được Ivan thì lá phiếu của quý vị à, sẽ được cái chọn đúng đắn chứ không nên nghe truyền thông nói rồi lại bỏ phiếu chứ thực sự Evo rất là dễ gần gũi ông này ông rất là bình dân và thân thiện không có kiểu cách và cái lời nói của ông dễ hiểu và lời hứa ông đáng tin cậy cái lần gặp cái cái à. phở ban đầu lưu luyến ấy cái lần gặp đầu tiên Tôi bị chọn với lịch sự thương người của một người anh trần anh trần dân biểu rất rẻ anh khoảng cỡ tuổi con nam thôi. Mới cái 4 mấy mấy tuổi à, anh Nam à, thì con nằm bốn mấy rồi. 41 mà. Ờ à, nhưng mà trẻ, nam nữa, trẻ con nam nữa con là... Ông M ông mà anh anh nam biết đó là à ông hứa là ông cũng sẽ đến cái ngày hè của lính và ông sẽ có mặt tại cái bữa lễ chào cờ đầu tháng tháng 8. 3 thì tháng 8 à, tại vườn truyền thống Việt thì đó là cái Nhờ mà ông và tuần tới 14 tây sẽ đến tòa sản của anh Nam để mà phỏng vấn. Dạ. Thì mấy 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 giờ vâng biết không? Dạ. Bên văn phòng ổng nói là sẽ sẽ ghép bác trưa vâng thì có thể anh Nam nói là từ 11 giờ tới 5 giờ nhưng mà vân nghĩ là chắc cũng khoảng trưa trưa. Dạ. Thì nếu quý vị nào mà có đến thì ghi không cần gì gọi chúng tôi một tiếng 408 452 6527 để chúng tôi biết được bao nhiêu người tới tôi mua cà phê để mời mời các quý vị để tiếp xúc một người mà thứ nhất được cảm ơn ông ta vì cộng đồng Đơn thương độc mã làm nghị quyết cờ vàng đầu tiên California sau 48 năm 49 năm thứ hai là một người cực trẻ và lại thương mấy cộng đồng chúng ta thì Nam à, cho ý. em nói, cho em à. nói thêm một cái nữa là uh, cũng có người đã uh, uh, bắn tiếng ra là mình đã có cái nghị quyết cờ vàng uh, thời của luật sư Trần Thái Văn uh, vào uh, vân Lê nghĩ là được. là cũng lâu lắm rồi nhưng mà cái nghị quyết đó uh, chỉ được thông qua bên thượng viện mà không có thông qua bên hạ viện thành ra cái nghị quyết đó được. nó tài nó đai rồi, thành ra nó không còn, ừ. ở, nó không có nữa. thì vì, bây giờ là chính ông uh, dân biểu tiểu bang Evan Lo, ông đã làm lại một cái nghị quyết và được cái sự uh, đồng uh, ký tác giả là cô dân biểu tiểu bang ở Sacramento Stephanie Nguyễn, uh, dân, biểu, uh, Trí, uh, dân biểu tiểu bang tại Đức Trí, dân biểu tiểu bang Ashkara và năm mươi năm mươi một chữ ký của đồng tác giả đồng ký vô trong cái nghị quyết uh, ACR 195 và đã thông qua bên thượng viện và coi như là khi đã thông qua bên thượng viện và hạ viện thì cái secretary of state là cái thư ký của tiểu bang mới ký vô, mới ký vô thì mới thành luật được anh Nam. Dạ. Yeah. Như 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 vậy chúng ta sẽ có một buổi cảm ơn. Yes. Ông Evenlow yes. bằng một cốc cà phê đây thì nghĩa phải không? Dạ. và sau đó ta cảm ơn ông bằng một cái lá phiếu vào ngày 5 tháng 11 đúng vậy cho chức dân biểu liên bang mới dân biểu tiêu bang mà giúp như vậy rồi mà ông làm dân biểu liên bang mà mình giúp ông vô dân biểu liên bang thì cộng đồng việt muốn gì không được và ông không có cái gọi lip service như Sandy Kado không có lip service như Matt Mahin, không lip service như biên đoàn cái tập đoàn đó lip service cho chúng ta cũng nên coi lại rồi bây giờ dành cho cái 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 việc mà kết ngày hôm nay bởi hai người bạn thưa, thưa, hôm nay là anh Đề Bình và Vân Lê đó là kết và chào quý vị chào quý tạm biệt à, thưa quý khán thính giả California và truyền hình Việt Nam một thưa tất cả quý vị khắp nơi người nào có thể xem được những cái cuộc nói chuyện ở tại San Jose những chuyện của cá nhân tôi tham dự trong các hoạt động này tôi chỉ có một mục đích duy nhất là đấu tranh chống cộng sản và cương quyết bảo vệ lá cờ vàng hiện nay lá cờ vàng của chúng ta là trong nước là việc cộng nó luôn luôn muốn dìm xuống và muốn người ta quên đi bằng cách này hay bằng cách khác qua những cái hình ảnh như vừa rồi trong cái thứ bảy vừa rồi đã có một người uh, tự nhận mình là mới tới không biết gì mà có tiền buôn bán tại ngay chỗ grand sentimon che một cái canopy lên mà trên đó quảng cáo để lá cờ cộng sản trên đó mà đồng hương chúng ta ở đây cũng không có biết gì hết cái điều đó là một sự vô tình rất là tai hại vì nó lần lần nó xâm nhập cho đây là một ba ba bốn của cộng sản đó điểm thứ hai muốn bảo vệ lá cờ vàng chúng ta thì chúng ta phải bảo vệ từ trên quốc hội cho xuống tới người dân trong các thành phố chúng ta có mặt để sống làm việc ăn uống vui chơi con cái học hành tương lai mọi thứ chúng ta phải bảo vệ từ đó thì tất cả những cái cuộc nói chuyện cá nhân tôi tôi đều dàm và, và một cái mục đích như vậy mà thôi và riêng trong hôm nay muốn nói cho quý vị biết rằng tất cả mọi sinh hoạt chính trị ở đây đều bị khuynh đảo bởi những tay chính trị gia vì tiền và những tổ chức cái hoạt động yểm trợ các chính trị gia là vì quyền lợi của người ta chứ không phải là quyền lợi của người khác thì những điều đó là những điều mà chúng ta phải thấy để chúng ta dùng lá phiếu rất là đúng trong lúc chúng ta bảo riêng với cộng đồng người Việt tại San Jose, tại khu vực 7 tại khu vực Lý Sài Gòn quý vị có thể dùng lá phiếu quyết định rất là nhiều chức vụ không ở xa chỉ cần biết trong các khu vực chúng ta có 30.000 lá phiếu để vào người nào người đó sẽ trở thành người đại diện cho chúng ta vậy là quý vị đi bầu và quý vị phải thấy rõ ai là ai nếu quý vị muốn bầu muốn tìm hiểu có thể liên lạc với Cali Today để tìm hiểu những người ứng cử viên có thể tìm hiểu những cái câu chuyện mà quý vị không biết được hoặc không có thì giờ đọc được báo thì đó là tất cả những điều muốn trình bày xin cảm ơn anh Nguyễn Sinh Nam xin cảm ơn cô Vân Lê và xin kính chào quý khán thính giả ngày mai là ngày July của Hoa Kỳ chúc quý vị một ngày lễ độc lập vui vẻ hạnh phúc và ráng đấu tranh cho độc lập nước Việt Nam trong nước giải thể chế độ cộng sản còn cô Vân có lời cuối cô Vân Dạ, à, Vân Lê cũng cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán thính giả của đài. Cũng cảm ơn anh Nguyễn Sơn Nam và anh Lê Bình. À, cũng cho Vân Lê đóng góp một bàn tay nhỏ Vân Lê cũng rất là hãnh diện Là một người phụ nữ à, Chỉ có một cái tâm phục vụ cộng đồng Và muốn là Chúng ta vẫn giữ vững lập trường Đối với Vân Lê Tiền bạc không có mua được Vân Lê đâu Cái điều quan trọng không, Nhưng mà là... tiền bạc mua được, học soạn mua được không? <laughs> không, không có học soạn. À, Mà Vân Lê rất là mong muốn Là chúng ta khi chúng ta đi bầu Chúng ta cần xét lại, cần suy nghĩ lại cần xem lại cái quá trình hoạt động của cái người ứng cử viên đó đã làm gì, hứa gì và có thực hiện được hay không đối với Vân Lê, Vân Lê cũng đã tranh đấu uh, cái, cái có được cái nghị quyết cờ vàng trong học khu isai mà Vân Lê cũng vận động cho những cái học khu chung quanh của mình và Vân Lê cũng là người mà đi vận động trong uh, bên county cũng như bên dân biểu uh, tiểu bang đó là cái lòng của Vân Lê là Vân Lê hậu duệ của Việt Nam Cộng hòa. Mà Vân Lê là một người phụ nữ Vân Lê rất là hãnh diện là những gì Vân Lê làm như là vừa rồi, Vân Lê cũng đóng góp trong cái việc mà vận động cho cái freeway 405 có cái tên Lý Lô Sài Gòn. Vân Lê cũng đã vận động với ông thượng nghị sĩ Dave Cotezi và cũng đã được anh chủ tịch Triệu Hà cũng có gửi lời cảm ơn à, trong cái lá thư à, gửi tới cho tất cả mọi người trong cộng đồng và vân lê cũng mong rằng là vân lê là một cái gạch nối à, mà quý vị có thể tin được và quý vị cũng có thể à, gọi cho vân lê có những cái câu hỏi gì à, để mà vân lê có thể trình bày hơn và quý vị cũng thể hiểu rõ vân lê hơn vân lê cũng kính chúc tất cả quý vị uh, ngày uh, mai ngày July 4 ngày lễ độc lộc thật là vui vẻ bình an như là trong thành phố San Jose của mình ngày mai có cái parade uh, Rose uh, White and Blue uh, ở trên đường Alameda Downtown và tối ngày mai sẽ có bắn pháo bông tại uh, Lake Cunningham Park thì mong rằng là tất cả quý vị có một ngày thật là vui và hạnh phúc và luôn luôn hỗ trợ cho Vân Lê để Vân Lê tiếp nối con đường đấu tranh cho cộng đồng của chúng ta và giữ vững lập trường, giữ vững lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Đó là tâm niệm của Vân Lê. Cảm ơn Vân Lê và Lê Bình Tôi tôi nói dân giả dạ hơn chút xíu thôi không có chữ gì hết Người ta nói mình một câu này Đường xa mới biết ngựa hay lần đầu gặp đó, thì chúng ta dễ bị phỉnh, bị lừa, bị những lời ngon ngọt. Hứa này, 10 điều này, 10 điều kia, 10 điều nọ. Rồi quên lãng hết. Ngay cả người giúp mình để có cái chức như vậy. Người ta cũng đóng công rất lớn ngày đêm tới làm việc. Như tôi đi. Cuối cùng tôi bệnh stroke 6 năm trời. Có ai gửi tôi một lời thăm hỏi, Họ bây giờ mày chết chưa? Hai mươi anh chừng nào anh gặp thấy sao? Cái một cái câu nói rất là thân tình. A friend in need is a friend in need. Một người bạn khi người, người, bạn cái lâm nạn mà mình có mặt bên đó mình thăm hỏi thì mới là người bạn thật sự. Còn là bạn đầu môi chót lưỡi bị quyền lợi không à? Chúng ta phải loại họ ra, không có phải là bạn. Và một câu ngạn ngữ thứ hai, bị già rồi thích nói ngạn ngữ hơn nếu bị quý vị bị lừa một lần thì quý vị trách cái người lừa mình đúng không nếu quý vị bị lừa lần thứ hai thì trách người ta còn 50% trách mình 500 sao mình khờ quá bị lừa rồi bị lại bị tiếp tục bị lừa đúng không mà quá ít bị lừa lần thứ ba trách mình 100% đồ ngu cộng đồng Việt Nam chúng ta còn muốn ngu nữa không do vậy chúng ta biết bỏ cho ai trong kỳ bầu cử ngày năm tháng một sắp tới chúng ta biết rằng chúng ta phải làm cái gì trong ngày đó và tôi nói thưa quý vị là chúng ta không dũng cảm để đấu tranh vì tương lai của cộng đồng thì cái những cái quân lợi quyền lợi bè đảng cá nhân để nát cộng đồng ta hết con cái người ta không có đường ngóc lên công đồng tan hát hết họ nghĩ gì tới chúng ta đâu quý vị cứ nhìn coi ai ra ứng cử mang cờ vàng ra bắt màu cờ vàng đi khắp cộng đồng bây giờ quý vị thấy họ có cờ vàng nữa không họ mất cái đâu rồi họ mất đi từ lúc nào vậy rồi rồi chào cờ hai năm liên tiếp có bữa chào cờ ra hùng nó biết không và tại sao cộng đồng Việt Nam chúng ta lại di tản Đến Santa Clara để làm để chào gỡ đầu năm Không cần nói Quý vị biết rằng Lip service Ăn cháo đá bát Làm sao để ủng hộ những người như vậy nữa Cho nên quý vị nghe lời tôi Xin quý vị nghe lời cộng đồng Xin quý vị nghe lời Và quý vị có quyền quan sát Quý vị không cần tin tôi quý vị cứ tiếp xúc với lâu và thấy anh ta không có quý vị tôi kể rồi đó làm cờ vàng tạ đức trí và cô gì đó cô gì đó cô Stephanie, Nguyễn. Stephanie tất cả người Việt Nam đứng tên vô hết rồi xong lên thượng viện cô 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 Để cô anh cũng ký luôn ai cũng ký hết yeah. mà tất cả mọi người đều đồng ký ký tên cho cái nghị quyết lần đầu nhờ vậy nhờ có một người làm như vậy mới huy động được cả nghị viện Thương viện hạ viện đều đồng ký đã có cái nghị quyết chúng ta thấy chưa biết cách làm thương yêu cộng đồng Việt Nam chúng ta biết cách làm thì việc gì làm được nếu nhân vật đó mà lên trên dân biểu tiểu liên bang thì giúp chúng ta được cái gì nữa cộng đồng mình thể đặt niềm tin đúng chỗ có lợi cho cộng đồng mình người ta nói có qua có lại với tội đồng nhau đằng này họ cứ lợi dụng mình nhìn mình họ lợi dụng không à lợi dụng lá phiếu lợi dụng tiền bạc lợi dụng everything toàn lip service Nó, nó, nó dối chúng ta nên tin nhưng mà cộng đồng việt nam phải sáng mắt ra cảm ơn quý vị cảm ơn lê bình cảm ơn à, mọi cảm người. Ơn, cảm ơn tất cả quý anh, Chúc các anh và anh... trước khi chia tay nói câu cuối cùng này. ý kiến của chúng tôi thì nhân bài báo đọc anh em có cảm xúc để nói tuy nhiên nói thì có thể có sai có thể không chính không xác có thể không đúng vì tôi đâu chúng tôi đâu làm dân cử đâu biết cái chuyện đó đúng hay sai Đấy không thì nếu quý vị cảm thấy có điều gì không đúng cứ gọi chúng tôi một tiếng chúng tôi sẵn sàng tranh luận quý vị trên đài mời quý vị lên đài cảm ơn quý vị số điện thoại tôi rất đơn giản 408 482 6527 give thank you bye bye chào chào tất cả mọi người chào cảm ơn lê bình cảm ơn vân 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 xin kính chào xin cảm ơn